Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với chương trình Ai Thông Minh Hơn Học Sinh lớp 3 Que, được phát sóng vào 19 giờ hàng ngày trên kênh Phố Bộ Sa TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón một khách mời rất chia đặc biệt, người giàu trí tưởng tượng. Ngay bây giờ xin mời các bạn hướng mắt lên màn hình để xem thông tin về vị khách mời của chúng ta. Tôi tự giới thiệu, tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của Chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Ồ, xin chào chú, rất vui được gặp chú. Ngày hôm nay chú tham gia chương trình cùng với ai vậy? Nguyễn Phú Trọng. Phần thi đầu tiên của chú sẽ là phần thi khởi động. Chú có 5 câu hỏi, trong vòng 1 phút chú phải trả lời được 5 câu hỏi này. Cuộc thi bắt đầu. Câu hỏi 1, tác phẩm lão hạc được nhà văn nào sáng tác? Thằng Hai Vũ. Câu hỏi 2, đây là con vật có tên bắt đầu bằng chữ cờ, con gì tám cẳng hai càng? Con cặc. Câu hỏi thứ ba, tác phẩm lão hạc của nhà văn Nam Cao thì lão hạc đã nuôi con gì? Con cá. Câu hỏi thứ tư, trong chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì bà phù thủy đã sai ai đi lấy trái tim của Bạch Tuyết? Tổng thống Donald Trump. Rất nhanh, rất chính xác, xin mời quý vị hãy cho vị khách mời của chúng ta một tràng pháo tay. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng để bước sang một phần thi với mức điểm cao hơn. Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là 5 cộng 2 nhân 3 trừ 1 cộng bao nhiêu để ra 70? Cộng sản.